anh chị nào mà buôn bán ế ẩm, nhà cửa đang ở cảm thấy không khí quá là nặng nề, nghi ngờ có vấn đề về tâm linh, hoặc là nhà cửa, cửa tiệm nghi ngờ có người phá này kia, thì hãy đặt ngay cái túi thảo dược xông nhà tẩy uế kích tài bên em, để xông nhà tẩy uế, xả xuôi, xả phong long nha. Đây là tổng hợp 21 vị thuốc bắc, ngoài ra còn có túi bột xông tẩy uế gia truyền mà sư phụ đã hướng dẫn cho em, hàng độc quyền đó nha. Để đặt hàng túi thảo dược xông nhà kích tài tẩy uế xả xuôi thì các bạn có thể vào Shopee bếp nhà Win hoặc là nhắn tin vào Zalo Cu Khoa 0768787621. Ngoài cái thảo dược xông nhà kích tài này thì mình còn có rượu tẩy uế. Đây là loại rượu mà đã được điều chế bằng một cái công thức gia truyền của sư phụ mình để lại. Rượu này được dùng để tẩy uế tất cả những đồ vật phong thủy bao gồm tượng Phật hoặc là mèo chiêu tài và cả những cái vòng chồng của mình. Bởi vì suốt một năm qua, những cái đồ vật phong thủy nó đã giúp cho người sở hữu nó tránh được một số điều không may mắn, cho nên đến cuối năm thì mình phải tẩy lại năng lượng xấu ở trong đồ vật phong thủy á, để mình sử dụng được lâu hơn. Ok, thì mọi người có thể đặt hàng qua Zalo 0768787621 hoặc là vào Shopee bếp nhà Win nha. À, mình vẫn còn cho mọi người thỉnh mèo thần tài và vòng chồng á, thì các bạn có thể đặt hàng qua bên Zalo của mình nha. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cu Khoa Vlog. Thì kể cho các bạn nghe cái câu chuyện ngày hôm qua là cái mùng 2. Thì thường á, mỗi tháng mình sẽ cúng vào ngày mùng 2, mình cúng một cái mâm cơm chay nho nhỏ thôi các bạn. Tuy nhiên có một điều rất là đặc biệt, đó là cái lúc mà mình cúng á, thì cũng có rất là nhiều vong linh đến và họ hưởng. Tuy nhiên rằng là có một cái người phụ nữ trong tổng số những cái vong linh đó thì họ rất là đặc biệt. Họ đến nhưng mà họ không có hưởng những cái đồ mà mình cúng, mà họ chỉ đứng đó và họ nhìn thôi. Họ nhìn mình. Thì lúc đó mình cũng, nói chung là lúc đầu thì mình thấy mờ mờ một cái làn sương khói, mình cũng chẳng để ý gì á các bạn. Nhưng mà tự nhiên cái có một cái chấm đen á, có một cái bóng đen đứng ngay chỗ đó đứng hoài luôn á, mà nó không có đi tới gần cái chỗ mà mình cúng, cho nên mình cũng khá là bất ngờ. Thế là mình ngồi mình định tâm trở lại thì mình mới phát hiện ra đó là một cái người, cái dáng vẻ, mang dáng vẻ của một người phụ nữ, mà người phụ nữ này thì tầm cỡ khoảng chừng ba mấy tuổi thôi đó, từng cỡ ba mấy chưa tới 40 đâu, tại vì có vẻ như mình không thấy rõ mặt họ, nhưng mà mình đoán qua cái vóc dáng của họ như thế là mình tầm cỡ ba mấy tuổi thì đó. Thì sau khi mà cúng xong á thì mình cũng dọn dẹp đồ và mình cũng không để ý gì lắm, cho đến ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ là mấy giờ ta? Mình đang để cái điện thoại ngoài kia, thì tầm hiện tại bây giờ là lúc mình đi là tầm 11:15, thì tới đây chắc cũng 11:30 rồi á các bạn. Thì hồi nãy là lúc 10:00 là mình có ngồi thiền và mình phát hiện ra rằng là cái người phụ nữ đó không có đi, mà họ vẫn còn đang lảng vảng ở đó. Thì mình mới sẵn dịp, mấy nay không có video thì thôi, mình làm video cho các bạn luôn. Mình có lấy một cái hình nhân giấy. Đây, hình nhân này là hình nhân bằng là của nữ. Mình đang có ý định đó là nhập hồn của người phụ nữ đó vào đây, để cho mọi người cùng xem coi khi mà một cái linh hồn mà nhập vào một cái hình nhân thì nó sẽ như thế nào ha. Và mình thực sự cũng muốn rằng là muốn hỏi cái phụ nữ đó như thế nào. Họ không trả lời, họ chỉ đứng im re và họ đứng họ nhìn mình thôi, một cách mà giống như là một cái người mà đang đứng phán xét cái gì đó đó. Họ nhìn, ok, mình cũng không có sợ gì hết á, tại vì họ không có làm gì hết, nhưng mà mình cảm thấy nó lạ. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn nha. Thì đây, hôm nay á, là mình có đem theo đó là gạo muối nè các bạn. Gạo muối, thì gạo muối này á, là mình sẽ rải xung quanh ha. Hết mấy cái này ra đi. Rồi, đây, gạo muối. Gạo muối này nè, mình sẽ rải xung quanh cái con người. Đây là một trong những cái cách mà để mà cầu hồn á các bạn. Mấy ông đừng có bắt chước làm theo nha, nhưng mà có làm theo chắc cũng không được đâu, bởi vì tôi sẽ giấu những cái câu chú đi. Rồi ok,
các bạn có thể thấy ra đây là một cái con hình nhân, hình nhân bằng giấy đó, mua ở ngoài tiệm tạp hóa. Rồi đặt nó lên đây, hy vọng là nó đứng được nha. Rồi đây là nước và đây là rượu đó, rượu để bên ngay chỗ mấy cây nhang á các bạn. Rồi đây, ủa trời đất ơi, đi làm video cầu cơ mà nó ra cái chữ này. Ok thì thôi bây giờ là sẽ làm luôn cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành một cái nghi thức gọi là nghi thức nhập hồn. Thì hiện tại cái con hình nhân này nó chỉ là một cái con hình nhân bằng giấy thôi các bạn, hoàn toàn nó chưa có một cái gì hết trơn á, thì nó giống như một cái món đồ chơi vậy đó. Bây giờ mình sẽ làm phép vào trong đó và để dẫn cái linh hồn của người phụ nữ đang ở gần đây. Mình biết chắc là người phụ nữ đó sẽ đi theo mình, và chắc là mình sẽ để cái camera theo cái chế độ hồng ngoại á, để cho các bạn xem. Có thể là trong lúc mình làm phép á thì mình không để ý xung quanh, nhưng mà mọi người có thể nhìn bằng camera hồng ngoại để xem coi cái người phụ nữ đó có xuất hiện hay không nha các bạn. Hồn nhãn nhập nhãn. Hồn nhĩ nhập nhĩ. Hồn tâm nhập tâm. Ok, sau khi mà đã làm phép á thì cái con hình nhân này là đã có thể tiếp nhận một cái linh hồn nào đó rồi. Thì bây giờ sẽ tới cái phần mà mình sẽ gọi cái linh hồn của cô đó về ha. Thì chuyển lẹ nào. Có ở đây thì nhập vô đi nào. Chuyển lẹ nè. Chuyển lẹ nè. Các bạn có thấy lúc nãy nó mới vừa chớp mắt không? Không biết là bên đó có thấy không, chứ mình thấy là nó giống như nó mới chớp mắt á các bạn. Ok. Rồi. Ok nha. Thì hiện tại á là cái con hình nhân này là nó đã được làm phép và đã tiếp nhận một cái linh hồn của người phụ nữ. Tuy nhiên rằng là mình nói không không á thì chắc là mọi người sẽ không thể nào mà thấy được đâu. Thì có hồi nãy là nó mới vừa chớp mắt á, thì không biết là mọi người có thấy được cái lúc đó không. Với lại có một cái lần là mình thấy một cái đốm nho nhỏ nó xuất hiện và nó nhập vào á, thì chắc là camera hồng ngoại mọi người sẽ cảm thấy, nhưng mà nó sẽ rất là mờ ha. Lúc nãy á, là mình có khai khẩu, nhưng mà khai khẩu ở đây á chỉ có một mình nghe được thôi. Khi mà khai khẩu một cái vong linh mà cho nhập vào một cái tượng nào đó thì không phải là nhập vào tượng là họ sẽ nói được, bởi vì đơn giản nó là giống như một cái hình nhân hoặc là một cái bức tượng nào đó thì nó không thể nào nó nói được. Khai khẩu ở đây là để cho người ta sẽ nói vào, giống như là một cái giọng nói nó vang lên trong đầu của mình đó các bạn, và chỉ có cái người mà làm phép người ta sẽ nghe được. Còn nếu mà khai khẩu cho một cái người, ví dụ như một cái người mà ngồi đồng á, thì lúc đó khai khẩu á, thì họ sẽ nói thông qua cái lời nói, cái tiếng nói của cái người đó. Nói chung là họ mượn thân xác để họ nói. Còn như những cái này á, thì
nó chỉ là một cái hình nhân giấy hoặc là một cái bức tượng nào đó đi thì nó sẽ không nói được rõ như cho mọi người nghe được đâu. Thực sự là như vậy. Chỉ có là họ sẽ nói vào trong mình. Nãy giờ mình các bạn biết không hề nói cái gì luôn mà mình nghe được cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc đó. Tiếng khóc mà khóc theo cái kiểu mà khóc của thiếu nữ nhẹ nhàng á các bạn. Hít buồn buồn rồi á. Chư vị ở đây thì có cái điều gì mà muốn nói với tôi không? Chư vị có muốn nói gì với tôi thì cứ nói đi. Đừng có khóc nữa. Có gì thì mình cứ bình tĩnh mà mình nói. Nói thì tôi mới biết chứ không nói thì cũng chả có biết gì đâu. Để đặt hàng túi thảo dược xông nhà, kích tài, tẩy uế, xả xui thì các bạn có thể vào Shopee Bếp Nhà Win hoặc là nhắn tin vào Zalo Cu Khoa 0768787621. Không hề nói gì hết, chỉ có những cái tiếng khóc thút thít thôi. Và đó là cái lý do mà mình rất là nói chung là mình có những lúc mà mình đi làm á, các bạn đi cúng á, thì cái đầu tiên mà khi mà họ nhập về á là cũng giống như vậy nè, khóc hoài luôn, khóc suốt luôn, khóc mà theo một cách mà gọi tức tưởi. Nhưng mà cái linh hồn người phụ nữ này nè là họ khóc theo cái kiểu mà nhẹ nhàng các bạn. 3 phút á thì không còn khóc nữa. Tuy nhiên rằng là lúc nãy á, mình không biết là chắc là gió hay gì đó, thì mấy cái ngón tay bên đây nè các bạn là nó kiểu như nó động đậy. Nhưng mà mình lúc mà mình vừa bấm quay lại á thì nó lại chả thấy gì nữa hết. Đó. Thì có một trong cái lúc mà nó động đậy á thì mình có thấy cái cặp mắt của cái này nè, nó dường như là nó có một cái gì đó, nó giống như là nó chớp á các bạn. Nhưng mà không biết là ở trong cái máy của mình quay thì nó có thể thấy được hay không nha. Ok, thì ráng đợi coi xíu coi nó như thế nào. Mọi người có thể thấy được đúng không? Một mắt ở phía bên này nó chảy nước mắt ra luôn các bạn. Ok, để mình lại gần cho mọi người xem nha. Nó chảy mà nhòe luôn cái mực đó mọi người. Cái mực để vẽ trên cái mặt đó, nó chảy xuống dưới đây luôn nè. Ok. Để mình coi ở phía trên đó các bạn. Ngay chỗ cái con hình nhân này đúng không? Thì ở phía trên coi.
có khi nào là cái lá, cái nước ở trên cái lá giọt sương á các bạn, nó nhỏ xuống không ta? Không nha, trên cái lá này không có sương nha, cũng không có nước luôn nha. Cái lá này, cái lá này cũng vậy luôn. Ok, bên này cũng chả có cái nước nào luôn. Xương thì có nhưng mà ít rồi các bạn, nó không đủ để nó tạo thành giọt nước mà nó rớt xuống trúng cái con người nọm này đâu, cái con hình nhân này đâu mọi người. Mình đã khai khẩu nhưng mà họ không nói gì, họ chỉ khóc thôi. À, hôm nay mình lại không đem cái bản cầu cơ nữa, tại vì hồi lúc nãy là cũng có nghĩ tới cái bản cầu cơ rồi, nhưng mà đi gấp quá cho nên cũng không có đem theo. Ok thì chắc là để đợt tới đi, để ngày mai đi mình sẽ làm một cái bản cầu cơ và mình đem ra đây mình ngồi mình cầu cơ ha, mình coi họ có muốn gì không. Tại vì bây giờ mình khai khẩu mà họ không nói, cả ngày hôm qua tới ngày hôm nay luôn họ không nói, không cái gì hết trơn á. Chỉ có ngày hôm nay là họ về khóc, nhưng mà khóc mình nghe, một mình nghe thôi. Còn như các bạn đã thấy hồi nãy thì chắc là họ cũng đã hiển linh cho mình xem, bởi vì khi mà kiểm tra nước ở trên cái lá cây thì chả có, nhưng mà ở đâu nó lại chảy ra làm ướt cái đó luôn á các bạn. Ok thì thôi, chắc là bây giờ cũng 12 giờ mấy rồi, thì thôi họ cứ như thế này thì mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa, phải nói mình mới hiểu, chứ không nói thì biết họ đang cần muốn cái gì đúng không. Mình hồi nãy giờ là chắc cũng 20 phút rồi các bạn, mũi cắn nát cái chân luôn, nhưng mà vẫn không thấy bất kỳ một cái hiện tượng nào hết. Chắc là họ đang bị một cái gì đó kiểu như là ngăn cản không cho họ nói, thì cái này mình sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ hơn. Còn bây giờ cũng là tối rồi, thì thôi chắc là hẹn các bạn ở video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.